Xin chào cô chú anh chị đang xem video. Hôm Đông Y Thiện Nhân Đường công bố cho cô chú anh chị sản phẩm phục bách vị hỗ trợ điều trị các vấn đề về dạ dày như viêm loét dạ dày, viêm dạ dày, viêm xung huyết dạ dày, trào ngược dạ dày, viêm dạ dày do khuẩn HP giúp cô chú anh chị khỏi hoàn toàn bệnh dạ dày của mình. Trên tay tôi là sản phẩm phờ hờ phục bách vị với các thành phần sau khổ sâm, giả cầm, lá khôi, hậu phác. Kê nội kim công dụng bổ tỳ dưỡng vị giúp hỗ trợ điều trị các bệnh dạ dày, viêm dạ dày, trào ngược dạ dày. Cách dùng ngày 3 lần mỗi lần một thìa cà phê pha với nước ấm khuấy đều rồi uống. Mọi thông tin về sản phẩm các cô chú anh chị vui lòng liên hệ số điện thoại 0169643940 để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn.